Vâng, xin gửi đến tất cả các anh chị em một ca khúc nữa, một ca khúc rất là buồn và rất là tâm tư. Bài hát đầu tiên hết duyên để ý trời nha mọi người nhá. Mình hát thì nói chung là không hay lắm đâu, nhưng mà các chị mua hàng mic hát livestream của bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình đi ạ. Mình bán tất cả các dòng mic hát livestream bình dân cao cấp tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia nha các bạn nhá. Còn các chị nào ở bên Mỹ, Canada thì trong vòng khoảng 1-2 tháng nữa bên mình sẽ có shop tại Mỹ và Canada cho tất cả mọi người nhá. Ok, xin cảm ơn rất là nhiều. Ai sẽ là người bên em, người ôm em mỗi khi đông về? Và ai sẽ là người quan tâm, người chở che cho em ngày và đêm? Sao em cứ tìm kiếm xung quanh, tìm làm chi anh ngỡ ngay đây này? Chắc em muốn tìm người anh, tìm làm chi anh sẽ không đem đi? Hạnh phúc là khi được giữ, khi được xin em trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc hôn anh trao cho em từ thuở ấy. Bàn tay anh đang chặt tay em, cố giữ em không rời. Nhưng em ơi, chắc anh không thể giữ nổi. Và ai sẽ là người bên em, cho em biết đâu là bờ, đâu là yêu, đâu là thương, đây là điều anh rất lo. Còn duyên thì bên nhau, em duyên là gió trời, hay là xem như cơn gió lướt qua mây nhỏ. Thực tế là đầu mình hát thì nói chung là không hay lắm đâu, nhưng mình bán mic hát livestream rất là chuyên nghiệp rồi. Anh chị nào thật sự quan tâm hãy kết bạn Zalo của mình ở số dưới nhá. Ok, cảm ơn. Ai sẽ là người bên em, người cho em mỗi khi đông về? Và ai sẽ là người quan tâm, người chưa chết cho em ngày ba đêm? Sao em cứ tìm kiếm xung quanh, tìm làm chi anh ở ngay đây này? Chắc em muốn tìm người hơn, tìm làm chi anh sẽ không đem đi? Hạnh phúc là khi được giữ, khi được giữ em trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc hôn anh trao cho em từ thuở ấy. Bàn tay anh đang chặt tay em, cố giữ em không rời. Nhưng em ơi, chắc anh không thể giữ lời. Và ai sẽ là người bên em, cho em biết đâu là bờ, đâu là yêu, đâu là thương, đây là điều anh rất lo. Còn duyên thì bên nhau, hết duyên là gió trời, hay là xem như cơn gió rồi. Sau đây gửi đến tất cả mọi người một ca khúc nữa, bài hát được mang tên Cuộc Vui Cô Đơn. Rồi, ok nhé mọi người nhá. Gửi đến tất cả mọi người một ca khúc nữa, một Cuộc Vui Cô Đơn nha mọi người nhá. Anh chị thương mến thì hãy bấm follow mình một cái nha mọi người nhá. Đăng ký TikTok, đăng ký kênh cho mình cái ạ. Em ơi, mình chia tay lâu rồi, em cũng đã yêu thêm người mới. Anh thì vẫn cô đơn sớm tối, biết bao giờ con tim này được nghỉ ngơi. Chơi vơi giữa bao tố cuộc đời, nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Cô đơn trong cuộc vui đông người, cô mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Khi đã yêu một ai thật lòng, bằng không bây giờ lên học cách im lặng để ra đi khi tim đã tổn thương. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người.
người, các anh chị đang lắng nghe bài hát được mang tên Cuộc Vui Cô Đơn, một ca khúc rất là hay, nhưng mà mình hát này chung là không hay lắm đâu các bạn. Vâng, anh chị hãy bấm theo dõi kênh TikTok của mình một cái, hoặc là kênh YouTube của mình cái, là bấm đăng ký ở dưới để nhận được những buổi phát livestream trực tiếp và cũng như những video mới nhất của bên mình gửi lên cho tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc tất cả các anh chị sức khỏe dồi dào nhá. Chơi với dư bao tố cuộc đời, nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Cô đơn trong cuộc vui đông người, cứ mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu ngờ quên đã quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi, thì níu kéo cũng chỉ phải thôi. Nên đừng mong sự sẽ hy vọng, rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Bây giờ lên học cách im lặng, để ra đi khi tim đã tổn thương. Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu đã quên mặt quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi, thì yêu kéo cũng chỉ phải thôi. Nên đừng bao giờ gieo hy vọng, rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Để ra đi khi tim đã tổn thương. Rồi ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, các anh chị hãy bấm follow một cái nhá. Và ca khúc này mình cũng kết thúc video vào đây và kết thúc buổi livestream ngày nay. Và anh chị nào mà thắc mắc gì mình biết thu âm livestream, hãy kết bạn với Facebook và Zalo với bên mình sẽ tư vấn cho tất cả mọi người sâu hơn và ok hơn. Và bên mình đang bán mic hát livestream tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia, bán trên tất cả 4 quốc gia. Và sắp tới mình sẽ phát livestream trực tiếp tại bên Mỹ, Canada, thì các chị ở bên các nước ngoài các bạn có thể nhận được hàng ở bên mình ở trên bên nước Mỹ và Canada nha mọi người nhá. Ok nhá, một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc tất cả các anh chị sức khỏe dồi dào, thành công sự nghiệp. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá. Ok, mình kết thúc video nhá.